hành trình đến sao Hỏa của bé Tuấn và chú mèo Kitty của cậu ấy. Một cậu bé thông minh, yêu thích khám phá và đam mê khoa học. Kitty, mình muốn đến sao Hỏa. Cậu nghĩ mình có thể không? Chắc chắn rồi, Tuấn. Mình sẽ giúp cậu chuẩn bị cho hành trình này. Chúng ta cần nước, thực phẩm và đừng quên bộ dụng cụ khoa học của cậu nhé. Cảm ơn Kitty. Mình đã sẵn sàng rồi. 3, 2, 1. Khởi hành. Wow, mình có thể thấy trái đất nhỏ dần rồi. Kitty, sao lại có nhiều sao và hành tinh đẹp thế này? Đúng vậy, không gian thật kỳ diệu. Nhưng nhớ, mục tiêu của chúng ta là sao Hỏa. Sao Hỏa đỏ rực và có nhiều cát đá thật đẹp. Nhưng có lẽ không có người ngoài hành tinh ở đây nhỉ? Chưa ai tìm thấy dấu vết của người ngoài hành tinh, nhưng chúng ta có thể tìm hiểu về đất đá và khí hậu ở đây. Kitty, mình muốn biết tại sao sao Hỏa lại có màu đỏ. Đó là vì đất đá ở đây chứa nhiều oxit sắt, giống như gỉ sét trên trái đất. Cảm ơn Kitty, đây là cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất. Mình rất vui khi cậu thích. Bây giờ chúng ta đã có rất nhiều kiến thức để chia sẻ với mọi người. Mình đã học được rất nhiều điều về sao Hỏa. Hy vọng một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ có cơ hội đến đó.